Một nhà nghiên cứu khoa học bị bắt làm con tin và bị giam giữ ở Kosovo. Section 20 nhận nhiệm vụ giải cứu cô ấy trong một căn nhà hoang. Cả đôi sau khi nhận lệnh từ cấp trên lập tức lên đường đến điểm giải cứu. Họ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiêu diệt bọn lính canh bên ngoài và tiến dần đến nơi giam giữ con tin. Tại đây họ thấy không chỉ con tin là nhà khoa học kia mà những con tin khác đã bị chúng treo ngược lên và tra tấn đến chết. Vào sâu bên trong họ đã tìm thấy một người phụ nữ bị trói trên chiếc ghế. Sau khi được cứu, cô côn trùng đã hỏi cô ta về món hàng nó có an toàn không. Cô ta nói rằng hiện giờ nó đang an toàn tại một phòng thí nghiệm khác. Nhưng qua cách nói chuyện của anh, cô ta biết rằng anh không hề hay biết gì về gói hàng này. Cô ta nói rằng nó là một gói hàng được đặt mệnh danh là 1233. Nó là một chương trình được quân đội Anh phê chuẩn cho việc chế tạo một loại vũ khí sinh học cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiện giờ nó đã bị lộ, và nếu bị lộ thì người trực tiếp nghiên cứu sẽ bị thủ tiêu. Và trong nhiệm vụ giải cứu lần này, côn trùng đã nhận được lệnh thủ tiêu nhà khoa học này. Mách đã cố ngăn cản anh, tuy nhiên mệnh lệnh của cấp trên nên anh không thể làm trái được. Khi côn trùng định ra tay thì bên ngoài kẻ địch đã xuất hiện. Bọn chúng là những kẻ đã biết về loại vũ khí này nên muốn có được nó trong tay. Bọn này do tên cầm đầu là Jordan chỉ huy. Chúng mang vũ khí vào ngăn cản việc cả nhóm đưa nhà khoa học đi. Và kẻ đứng sau chỉ đạo chúng là tên tội phạm khét tiếng Demetri. Hai bên nhanh chóng có một cuộc đấu súng khét lẹt. Tuy cả đội đã cố gắng hết mình, nhưng sau đó họ vẫn để nhà khoa học bị bắn chết. Thậm chí phải cố gắng lắm mọi người mới có thể bảo toàn được tính mạng của mình ra khỏi đó. Nhiệm vụ kết thúc, con tin không giải cứu được. Mòn hàng cũng không biết chính xác hiện giờ đang ở đâu, đã đẩy cả đội vào tình thế mù thông tin hoàn toàn. Sau khi trở về căn cứ, Che Chi đã cố gắng tìm thông tin về nhà khoa học này, nhưng dường như cô ta không hề tồn tại. Vì thế mà họ không tìm được bất cứ thông tin nào về cô ta. Nhưng bằng sự cố gắng của mình, sau đó Che Chi đã tìm ra được con trai cô ta và tìm thấy trong hòm thư của cậu ta có một địa chỉ được gửi đến khá lạ. Điều này đã khiến mọi người chú ý. Đó có thể là địa chỉ nhà riêng của nhà khoa học. Họ lập tức lên đường tiếp cận ngôi nhà, nhưng không có ai ở đó. Sau một hồi tìm kiếm, Navin đã tìm thấy một chiếc thẻ của phòng thí nghiệm. Đó có thể là nơi mà thứ vũ khí kia đang được lưu giữ. Nhưng khi họ chưa kịp rời đi đã bị Jordan và người của hắn đánh hơi được. Bọn chúng cũng tìm đến đây và tấn công mọi người một lần nữa. Suýt chút nữa Oat và Navin đã được ăn một quả lựu đạn của tên này. May mắn Navin phát hiện kịp thời nên họ đã an toàn thoát thân. Jordan nhanh chóng báo cáo tình hình cho Demetri biết để tên này biết mà lo liệu mọi việc. Sau khi trở về báo cáo tình hình cho chỉ huy, côn trùng đã để mọi người đến phòng thí nghiệm đó kiểm tra, và anh cũng không quên dặn họ chỉ được quan sát, không được manh động phá hủy thứ gì đó, vì rất có thể sẽ làm rò rỉ thứ vũ khí kia. Nhưng khi họ chưa kịp đến nơi thì Demetri đã xuất hiện dưới danh nghĩa cảnh sát. Chúng ập vào và khống chế những nhà khoa học trong đó. Hắn phá hệ thống bảo mật để tìm cách lấy đi món hàng. Khi Mac và Navin vào được bên trong thì món hàng đã được mang đi. Mac cố gắng đuổi theo tên này, nhưng hắn đã ném nó xuống dưới cho đồng bọn là Jordan, sau đó đu dây và chạy thoát. Các thành viên bên ngoài lập tức đuổi theo và bao vây chiếc xe của bọn chúng. Nhưng sau đó hắn vẫn trốn thoát cùng với món hàng, còn Jordan đã bị họ bắn bị thương và mang về. Sau khi trở về nhà, Demetri đã được vợ chăm sóc vết thương, và hắn cũng thông báo với cô ta việc con chó săn trung thành của mình đã bị tình báo anh bắt rồi. Có được Jordan trong tay, côn trùng đã tra khảo hắn, nhưng tên này không hề hé răng nửa lời. Trong lúc đó, Che Chi phát hiện ra trong điện thoại hắn có một cuộc hẹn tại Vai vào trưa ngày mai tại quảng trường. Không chần chừ, côn trùng đã cho cả đội lên đường đến đó kiểm tra. Anh sẽ ở nhà tiếp tục tra hỏi hắn để lấy thêm thông tin. Trong lúc mọi người trong đội đã đến điểm hẹn thì ở nhà côn trùng cũng có được vài thông tin hữu ích từ tên này. Bởi anh thỏa thuận sẽ cho hắn tự do thì hắn đã khai rằng bọn chúng lấy vũ khí sinh học kia mang bán cho khách hàng của mình. Nhưng bên khách hàng muốn kiểm chứng chất lượng của món hàng. Để chứng minh món hàng chất lượng, chúng đã chọn quảng trường ở Viên để thả vũ khí. Đó là mục đích mà chúng ở đó. Có được thông tin đó, anh lập tức báo cho mọi người biết để họ kịp thời ra tay ngăn cản. Mọi người không chậm trễ, nhanh chóng xác định con mồi. Nhưng bọn chúng không đi một tên mà phân bố nhiều tên để có người đối phó. Khi bọn chúng đang trao đổi món hàng với bên mua để chúng mang ra ngoài thử nghiệm, thì họ đã khóa được mục tiêu trong tầm ngắm. Tuy nhiên đến lúc bóp có át lại bắn trượt mục tiêu. Viên đạn đã đánh động bọn chúng khiến chúng chạy mỗi đứa một ngả. Navin tìm được một tên và đuổi theo hắn. Cô bị hắn tấn công dữ dội, nhưng sau đó bằng nghiệp vụ của mình, cô đã cho tên này đi muôn muối ngay sau đó. Hai tên còn lại đeo mặt nạ hòa mình vào đám đông lễ hội nhằm thoát thân. Trong tình huống nguy cấp, Mac quyết định ra hiệu cho Oat biết ý định của mình. Anh sẽ bắn chỉ thiên, nếu trong số những người này kẻ nào không sợ tiếng súng thì đó chính là bọn đánh bom. Quả nhiên cách làm của anh đã hiệu quả. Khi mà tiếng súng vang lên, một tên đeo mặt nạ đã không ngồi xuống. Không những thế, trên tay hắn còn có một quả cầu thủy tinh, đó chính là vũ khí sinh học. Họ nhanh chóng tiếp cận tên này. Lúc hắn vừa kịp ném ra quả cầu, Mac đã lao tới tóm được và giữ nó an toàn trước khi nó bị vỡ tung ra. Tên này đồng thời cũng bị Oat bắn hạ tại chỗ. Tên còn lại thấy thế nhảy lên chiếc cano tẩu thoát trước khi bị Novi tóm sống. Về phần côn trùng, lúc này anh đang ở cùng Jordan nhưng đã bị người của Demetri tìm đến. Hắn muốn cho người đến giết tên này nhằm bịt đầu mối. Nhưng may mắn côn trùng cũng không phải gã tay mơ, nên sau khi choảng nhau với bọn chúng ở bên ngoài, anh đã đưa được Jordan vào phòng an toàn và chờ lính của mình.
hoàn thành nhiệm vụ, khi biết vũ khí sinh học kia đã được mọi người thu hồi và kẻ đánh bom đã bị tiêu diệt, côn trùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, số vũ khí sinh học mà họ thu hồi chỉ là một phần nhỏ để bọn chúng thử nghiệm, còn số hàng chính giờ đang ở đâu vẫn là một ẩn số. Theo thông tin tình báo mà Chechi thu thập được, thì tên trùm vũ khí Demetri có liên hệ với Mahia, một gã khủng bố. Rất có thể tên khủng bố này là người mua hàng của hắn ta. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Demetri và con trai hắn vừa xảy ra xích mích khá nghiêm trọng. Demetri đã bắn chết người tình đồng tính của con trai mình. Rất có thể thằng con trai sẽ oán giận bố hắn. Họ sẽ thử tiếp cận thằng con của Demetri, biết đâu sẽ moi được thông tin nào đó. Con trai hắn sở hữu một quầy bar khá nổi tiếng và tối nay hắn có một cuộc hẹn. Tại đây, họ sẽ đến đó và tiếp cận hắn. Tối đó, cả đội đã giả làm khách hàng đến uống rượu, từ đó tiếp cận thằng con. Novin đóng giả một cô gái làng chơi đến đây tìm khách. Watt và Mac là người uống rượu đến để hỗ trợ cô khi cần. Côn trùng và Chechi thông qua máy theo dõi sẽ hỗ trợ họ từ bên ngoài. Mọi việc gần như hoàn hảo. Nhưng họ chưa kịp làm gì thì vợ của Demetri đã xuất hiện bên cạnh thằng con. Bà ta biết con trai mình là một gã đồng tính, nhưng hiện nay gia đình bà ta đang nợ bọn xã hội đen một số tiền lớn. Nếu con trai bà ta kết hôn với đối thủ của mình thì số nợ đó sẽ được xóa. Hôm nay, bà ta đến đây để nhờ gái làng chơi biến con trai mình thành một người đàn ông thực thụ. Thằng con trai tuy không muốn nhưng không dám trái lời mẹ hắn, thế là hắn phải đi theo cô gái vào phòng. Mách nhanh chóng tiếp cận căn phòng. Anh dùng một số tiền lớn để mua chuộc cô gái ra khỏi đó. Để mình với thằng con nói chuyện với nhau, anh không vòng vo mà đi vào sự việc luôn. Mách lấy danh nghĩa muốn thằng con giúp họ trong phi vụ này nhưng có vẻ gã này không chịu hợp tác. Trong lúc Mách đang thuyết phục thằng con, thì Watt lại bị một cô ả dụ dỗ làm một chuyến tàu nhanh. Nhưng sau khi xong xuôi mọi việc, anh đã bị cô ta bán đứng và rơi vào tay người của bà vợ Demetri. Bên này Mách cũng không thuyết phục được thằng con, thậm chí anh còn bị người của bà ta khống chế. Vậy là hai thành viên của họ đã rơi vào tay chúng. Watt bị đưa đến trước mặt bà vợ, nhưng anh đã nhanh trí tóm được bà ta làm con tin. Mách trong lúc bị chúng giải đi, anh cũng vùng lên chống trả, thế là một vụ đấu súng đã xảy ra khiến cả quầy bar như một mớ hổ lốn. Hai bên bắn nhau tóe lửa, Novin cũng nhanh chóng ra tay hỗ trợ mọi người. Trong lúc mọi thứ loạn như cào cào, thằng con sợ quá chạy trốn đi, Watt nhanh chóng đuổi theo. Nhưng người ở đây toàn là quân của nhà hắn. Họ đã mất dấu thằng con nhưng theo Chechi hắn chưa ra ngoài. Vậy là Novin đã chạy lên trước và tìm thấy hắn đang run như cầy sấy trong một căn phòng. Cô đã dùng khả năng thuyết phục tài tình của mình trấn an được hắn. Sau đó thằng con đã tiết lộ cho cô một thông tin, đó là ngày mai hắn sẽ được bố cho đi gặp gỡ một đối tác. Người này có thể là bên mua vũ khí của bố hắn ta. Novin đề nghị thằng con giúp đỡ họ trong chuyên án lần này bằng cách để máy theo dõi trong túi của mình và họ sẽ bám theo chúng. Thằng con đồng ý với một điều kiện, họ hãy làm cho bố của hắn bị thương. Hắn muốn lợi dụng chuyện này để trả đũa bố mình vì việc đã bắn chết người tình của hắn và bắt hắn lấy người mà hắn không yêu. Ngày hôm sau đúng như hẹn, thằng con đã được Demetri đưa đi giao dịch cùng. Tuy nhiên khi gần đến điểm giao dịch, hắn đã không cho con đi cùng vì cho rằng nó quá nguy hiểm. Hắn không muốn mạo hiểm tính mạng của con trai trong chuyện này. Các thành viên của Section 20 lập tức chuyển phương án hành động từ thằng con sang theo dõi thằng bố. Khi Mac tìm thấy một kẻ trông giống Mehia bên mua hàng, nhưng sau đó, theo lời tên này nói, hắn chỉ là em trai của Mehia, tức là họ đã bị Demetri lừa. Bọn chúng đưa em trai của tên mua hàng đến đây để đánh lạc hướng cả nhóm. Còn nơi mà chúng giao dịch thực sự là ở trên tàu. Vậy là Mac thông báo cho côn trùng biết tình hình. Anh ngay lập tức lao lên tàu để áp sát bọn chúng. Mách cũng đã trói tên này lại, sau đó cùng với Oát khống chế một đầu tàu và đuổi theo chuyến tàu mà chúng đi. Chechi và Novin thì đuổi theo con tàu bằng xe ô tô. Khi côn trùng vừa lên chưa được bao lâu thì anh đã bị người của Demetri bắt và mang đi. Hắn tiếp tục thực hiện cuộc giao dịch với Mehia. Côn trùng bị đưa đi để thủ tiêu nhưng anh đã ra sức chống cự. Khi biết lính của mình đã chuẩn bị lên được tàu bên kia thì đã áp sát được thân tàu luôn, sẵn sàng bắn. Côn trùng lập tức ra lệnh cho Novin bắn vào bên trong toa tàu mà không cần quan tâm điều gì. Tuy nhiên cô đã không làm vậy vì rất có thể sẽ nguy hiểm đến chỉ huy của mình. Không lâu sau đó Mac cũng đã tiếp cận được đuôi tàu. Anh nhảy sang mở cửa đúng lúc thuộc hạ của Demetri đang định tiếp tục tấn công chỉ huy của mình. Côn trùng thấy Mac như tiếp thêm động lực, anh dùng hai tay đẩy mạnh tên này ra khỏi cửa cho hắn ngã xuống đường ray. Và ngay lập tức hắn bị đầu tàu phía sau tông tại chỗ. Bên này Demetri và bên mua hàng đã giao dịch xong. Tuy nhiên trước đến nơi, đoàn tàu đã bị bọn người của Mehir cướp và bắt ép dừng lại giữa đường. Bọn chúng tung hỏa lực vào bên trong suối xả khiến rất nhiều người chết. Côn trùng và người của anh không kịp trở tay, họ chỉ kịp sơ tán số người còn lại xuống dưới. Mehir nhanh chóng mang theo vali chứa bom sinh học xuống dưới và chui vào xe đàn em của hắn. Demetri thấy có bom trong túi tiền cũng nhanh chóng chạy xuống trước khi nơi này nổ tung. Khi Mehir đi được một đoạn, hắn đã nhấn nút kích nổ. Quả bom đã khiến đoàn tàu nổ tung và nhiều toa bị hư hỏng nặng. May mắn mọi người trong đội không sao. Côn trùng và các thành viên còn lại tiếp tục đuổi theo hướng mà Mehir chạy trốn. Mách được lệnh ở lại tìm Demetri để bắt hắn đưa
cho họ thiết bị theo dõi vì họ biết chắc tên này đã gài theo dõi vào số bom kia. Nhưng khi Mac tìm được Demetri và thương lượng với hắn thì hắn không chấp nhận. Hắn thà chết chứ không bao giờ thương lượng với bất cứ ai. Vậy là trước sự cứng đầu của hắn, Mac đành phải nổ súng. Sau khi Demetri ngỏm, anh đã có được định vị của chiếc vali và nhanh chóng đọc tọa độ cho cả đội được biết. Họ nhanh chóng đuổi theo nó và tìm thấy bọn này đang tập trung ở một nhà kho. Tại đây Mehia đã gặp lại em trai mình kẻ mà bị Mac trói ở nhà ga. Hai anh em chúng đang lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị mọi thứ chuồn khỏi đây. Nhưng ý đồ chưa thực hiện được, chúng đã bị tấn công từ bên ngoài. Thấy mình bị tấn công, Mehia đã cùng em trai bỏ lại số hàng thoát thân. Khi nhóm đội của họ tấn công vào chỉ tiêu diệt được đàn em của chúng, một viên đạn không may bắn vào chiếc vali khiến cho số bom sinh học đó bị dò dỉ ra ngoài. Ngay lập tức đám thuộc hạ đứng gần đó đã bị đầu độc chết tại chỗ. Mọi người buộc phải cho nổ cả nhà kho để ngăn chặn nó phát tán ra ngoài. May mắn mọi việc đã được kiểm soát trước khi mọi chuyện quá tệ. Tuy nhiên sau chuyện này, Côn Trừng lại tỏ ra khá lo lắng. Anh cho rằng bọn chúng sẵn sàng bỏ lại món hàng trị giá hàng triệu. Đó tức là chúng có nguồn lực tài chính rất mạnh và chắc chắn thua keo này, chúng sẽ bày keo khác. Tại nhà của Demetri, vợ và con trai hắn đang làm đám tang cho hắn. Vợ hắn đã thể sẽ trả món thù này cho chồng dù đến khi chết thì thôi. Một thời gian sau, tại một căn cứ quân sự của Nga, một trung sĩ già đã lợi dụng tình huống tập huấn sự cố lấy cắp đi một vũ khí quân sự và mang bán cho anh em nhà Mehia, khu 20 lần theo bọn chúng. Đến Israel, khi bọn này đã hẹn gặp tay trung sĩ kia để mua hàng, thì đã rời vào tầm ngắm của cả đội. Tuy nhiên khi họ nhìn thấy ông ta và định theo dõi, thì đã bị một người mặc đồ đen đi mô tô phá rồi. Người này cũng đuổi theo tay trung sĩ ăn cắp kia. Ông ta thấy hành tung của mình bị lộ, lập tức chạy vào một khu chợ gần đó để hòng thoát thân. Watt cũng đua được một chiếc mô tô và đuổi theo hai người. Hai bên lập tức đuổi theo lão già. Họ được lệnh bắt sống ông ta nhưng phải giữ im lặng, không được ồn ào. Lão già lợi dụng khu vực nhiều góc gách chạy trốn rất nhanh. Watt được sự chỉ đường của Chechi và nắm được hướng của ông ta, nhưng anh thường xuyên bị người đi trên mô tô cản đường. Sau đó không lâu, xe của anh đã tông vào vật cản và bị hỏng không thể đi được. Anh buộc phải đi bộ, nhưng lúc này lão già đã chạy được ra ngoài đường. Ông ta uy hiếp một tài xế taxi chở mình đi. Khi ông ta định lên xe thì đã bị Watt thấy được và cho ăn một viên đạn. Nhưng vì bị uy hiếp nên người lái taxi vẫn phải nổ máy. Khi chiếc xe lăn bánh thì chiếc mô tô kia cũng xuất hiện, nó đã bị chiếc ô tô chở lão già tông trúng bay ra đường. Đến lúc này Watt mới biết kẻ luôn đuổi theo và phá đám mình chính là người quen cũ Sách Over. Cô ta trách họ đã làm hỏng chuyện của mình. Khi về đến căn cứ, cô ta nói rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ cho đất nước, đó là đuổi theo một kẻ ăn cắp vũ khí quân sự. Loại vũ khí ông ta ăn cắp có sức hủy diệt hơn cả bom nguyên tử trong chiến tranh mạng, nhưng nó không trực tiếp giết người mà có khả năng phá hỏng toàn bộ hệ thống an ninh, mạng lưới toàn cầu hoặc của bất cứ quốc gia nào. Nếu có được nó, thì toàn bộ thành phố hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước một cuộc tấn công. Vậy có nghĩa những gì đại tá Côn Trừng lo sợ lúc trước đã thành hiện thực. Ông ta đã ăn cắp nó để bán cho anh em nhà Mahia. Bên này tay trung sĩ sau khi lên được taxi thì ông ta uy hiếp người này đưa mình về căn chung cư của ông ta. Vì bị thương khá nặng nhưng không muốn đi bệnh viện, ông ta đã dùng tiền mua chuộc người tài xế. Nhưng tên tài xế lại lợi dụng điều này để kiếm thêm tiền. Vì không có tiền nên ông ta đã đưa ra một thiết bị và nói rằng nếu anh ta giúp mình tìm một bác sĩ thì ông ta sẽ trả cho anh ta 50.000 đô la sau khi bán được nó. Thấy vậy tay tài xế đã đồng ý. Nhưng thay vì đi tìm bác sĩ, hắn lại đi tìm một đám du côn mà mình biết và kể cho bọn chúng nghe mọi chuyện. Bọn này tin rằng chỉ với việc nhỏ đó, ông ta đã trả cho hắn số tiền lớn, tức là món đồ kia rất có giá trị và chúng muốn có được nó trong tay. Khi bọn chúng kéo đến và uy hiếp lão già thì các tình báo anh đã thông qua chiếc taxi tìm được căn chung cư. Họ lập tức kéo đến tìm tên trung sĩ và món đồ mà ông ta đánh cắp. Chỉ huy dặn cả đội không được làm ồn mà phải giải quyết âm thầm, nhưng có vẻ trời không chiều lòng người. Nhưng không may, một tay đàn em trong số chúng đi ra ngoài trở về đã thấy Watt. Anh buộc phải ra tay vô tình gây tiếng động khiến bọn trong nhà bị đánh động. Bọn C100% húng đang tra khảo tên trung sĩ khai ra ai là kẻ mua thứ vũ khí này, nhưng ông ta biết nếu khai ra sẽ bị chúng giết chết, vì vậy ông ta nhất định không chịu khai. Đến khi 20 tấn công vào chúng không còn cách nào khác, tháo chạy ra bên ngoài. Bọn này trang bị vũ khí khá xịn sò, nên khi thấy cảnh sát xuất hiện chúng bắn trả xối xả. Một tên trong số đó dùng súng máy nã đạn như mưa súng bên dưới khu chung cư mở đường cho đồng bọn, buộc Mac phải nổ súng chống trả. Hai bên oanh tạc cả khu chung cư, bọn cướp đã bắn và làm bị thương không ít người. Mac nhờ một cảnh sát địa phương ở đó di tản người dân, còn anh thì đối phó với tên này. Bên trên Norvin, Watt và Sách Over đã làm chủ được tình thế, nhưng hai kẻ lấy được vũ khí chúng đã chạy xuống dưới. Norvin và Sách Over vào được trong nhà thì lại đối đầu với cả bọn hiếu chiến. Sau một hồi đấu súng, không may họ đã bắn vào đường dẫn ga. Nếu tiếp tục bắn sẽ khiến cả tòa nhà bốc cháy. Vậy là từ đấu súng hai bên chuyển sang đánh giáp lá cà. Và tất nhiên bọn du côn đầu đường xó chợ tuổi gì mà sánh được với hai chị đẹp. Chúng đã bị họ tẩn cho ra bã. Sau đó bọn chúng đã chạy hết, chỉ còn lại lão già. Ông ta đã để mất vũ khí và khi nhìn thấy Sách Over, ông ta nói rằng
Cô ta là một kẻ phản bội, nhưng không để cho ông ta nói. Tiếp sách Over đã cho ông ta một dao ngay chính chỗ hiểm khiến lão ta đăng xuất. Ngay lập tức, Norvin đến nơi thì sách Over nói rằng ông ta muốn giết mình nên cô mới ra tay. Bên dưới căn chung cư cảnh sát khu vực, cũng đã có mặt hai gã trong đó đã lấy được vũ khí và trốn thoát được. Sau khi về nhà, tên đại ca đường phố cố gắng tìm hiểu xem thứ mà tên lái xe lấy được là gì. Nhưng khi cắm vào máy tính, những dòng chữ trên đó chạy ra khiến bọn chúng không thể nào hiểu được đó là thứ gì. Bọn chúng cũng không biết bên mua là ai, nên không thể hiểu được giá trị của món hàng, chỉ biết nó rất có giá trị. Trong lúc chưa biết làm gì, tên lái xe đã nghĩ ra một cách, đó là đưa nó đến cho tên đại ca trong vùng xem hắn có thể tìm được người mua không. Dù sao tên này cũng quen biết rộng, hắn có thể nhờ người điều tra món hàng và biết được giá trị thực của nó. Lại nói về các tình báo anh sau khi cho căn hộ của lão già kia nổ tung và chờ được căn cứ, họ lại xảy ra mâu thuẫn với sách Over. Họ nghi ngờ cô ta có âm mưu gì ở đây, nên mới cố tình giết chết lão trung sĩ kia. Nhưng sách Over hoàn toàn phủ nhận điều đó. Cô ta nói rằng mình chỉ đang cố tự về, hai bên không tin nhau, nên đã xảy ra tranh cãi lớn và sách Over đã bỏ đi khỏi căn cứ của họ. Côn Trần đã ra hiệu cho Oát theo dõi sách Over xem cô ta đi đâu và làm gì. Anh có linh cảm cô ta đến đây là có mục đích gì đó. Tên tài xế đã mang món hàng ăn cắp được đến gặp ham gã đại ca khét tiếng trong vùng để thương lượng. Hắn ta cũng không biết được đó là thứ gì, nhưng nghe nói đó là một vũ khí quân sự, cho nên hắn đồng ý cho tên này để lại món hàng đó. Nếu kiểm tra bán được sẽ ăn chia 30-70. Nhờ có Mách giúp đỡ nên cảnh sát khu vực đã cứu được khá nhiều người. Nhân cơ hội đó, anh nhờ họ tìm giúp mình mấy tên du côn đường phố xem chúng là ai. Che Chi thì đã tìm ra tay tài xế và thấy hắn đến bán món hàng cho ham một tay mafia khét tiếng độc ác và giàu có. Hắn thậm chí còn có một căn nhà thông minh với hệ thống an ninh bảo mật cao. Nhưng điều đó cũng không làm khó được Che Chi. Cô đã phá được bức tường lửa và xâm nhập vào nội bộ căn nhà của tên này. Watt thì đi theo sách Over nhưng bị cô ta phát hiện. Sau đó thấy biện pháp theo dõi này không có tác dụng, anh đã để cho cô ta đi. Tuy nhiên khi Watt bỏ đi chưa bao lâu đã được sếp thông báo rằng sách Over đã cố tình vào căn cứ của họ và cài máy theo dõi, nhờ thế mà mọi hoạt động của họ cô ta đều biết. Watt nghe vậy quay lại định cho cô ta một trận, nhưng cô nàng đã bốc hơi hoàn toàn. Như vậy có khả năng hiện giờ cô ta cũng đã biết được món hàng đang ở nhà của tay trùm ham, và khả năng cao cô ta chính là tên phản bội mà lão trung sĩ đã tố cáo. Vì không muốn ai biết nên cô ta đã giết lão để bịt mồm. Đúng như họ dự đoán, sách Over sau khi có được thông tin về vị trí của món hàng, cô ta đã báo cho đồng bọn của mình, nhưng sau đó đã bị chính tên này siết cổ. May mắn cô ta đã chống cự được và khởi động cho chiếc xe chạy về phía trước. Chiếc xe đâm vào những thanh sắt và đâm thẳng vào gã đồng bọn của cô ta khiến hắn đăng xuất luôn. Sách Over sau đó đã đốt luôn chiếc xe để xóa dấu vết. Mọi người lúc này đã được Che Chi cung cấp cho bản đồ căn nhà của tay trùm mafia. Họ sẽ vào ngôi nhà bằng đường thông gió. Sau đó Che Chi sẽ kiểm soát được an ninh của ngôi nhà, từ đó hỗ trợ mọi người. Côn Trần lần lượt giao nhiệm vụ cho từng người. Norvin xuống két lấy gói hàng. Côn Trần và các thành viên còn lại sẽ hỗ trợ bên ngoài. Đúng lúc đó từ cảnh sát địa phương, Mách nhận được thông tin về hai gã xuất hiện trong vụ tấn công chung cư. Hiện giờ bọn chúng đang có mặt ở gần trạm xe buýt, vậy là mọi người sẽ phải chia nhau hành động ở hai nơi. Nhà tên trùm chuẩn bị có một bữa tiệc. Che Chi đã làm cho họ vài chiếc vé mời giả để mọi người xâm nhập vào đó. Côn Trần và Norvin đóng giả một cặp vợ chồng nhà đầu tư. Che Chi sau khi vào được bên trong, cô đã tiếp cận ông thông gió và vào bên trong để kiểm soát hệ thống an ninh. Trong khi đó Norvin đã tiếp cận được két sắt và bắt đầu phá nó để lấy món hàng ở bên trong. Nhưng bất ngờ lúc này hệ thống gặp trục trặc và họ chỉ có 10 giây để hành động. Nhưng sau khi hết 10 giây, hệ thống cảnh báo vẫn im lặng vì không ai biết vì sao nó như vậy. Lúc này sách Over xuất hiện và nói rằng chính cô ta làm vậy. Sau đó Norvin cũng đã lấy được món hàng. Mọi người chuẩn bị rút lui thì suýt chút nữa họ bị phát hiện, nhưng nhờ cách xử lý nhanh của cả hai nên họ đã may mắn không bị phát hiện. Bên này tay trùm ham đã gọi tên tài xế đến bàn bạc. Hắn muốn anh ta giao điện thoại của tên trung sĩ cho mình, nhưng tên này không chịu. Thế là hắn cho đàn em khống chế tên này. Gã tài xế bị đánh đau đã đồng ý lấy mật khẩu cho chúng, nhưng lợi dụng lúc cầm điện thoại, hắn đã báo tin cho đồng bọn của mình biết. Thế là không lâu sau bọn chúng đã xuất hiện ở nhà tên trùm và dùng súng oanh tạc khắp nơi, khiến mọi người được một phen khiếp đảm bỏ chạy toán loạn. Mách và Oát đã có mặt ở bến xe buýt và nhìn thấy Mahia và những kẻ liên quan đến bọn tấn công chung cư. Họ định tiếp cận tên này nhưng bất ngờ cảnh sát xuất hiện và làm gián đoạn mọi việc. Tại nhà của tên trùm, hắn và người của mình đã bị bọn người của tay tài xế khống chế. Tất cả khách mời ở đây, trong đó có cả cách tình báo anh, cũng bị bọn chúng gom vào một chỗ. Tên trùm sò đã đưa người của mình vào trong két sắt để tìm món hàng. Bọn đàn em của hắn thì ở bên ngoài lục túi của các vị khách. Nhưng khi hắn vào được bên trong mới nhận ra két sắt đã bị phá và món hàng đã bị lấy mất. Hắn cay cú chạy ra bên ngoài thì lúc này, bọn đàn em của hắn đã kiểm tra đến chiếc túi của Norvin. Chỉ huy của họ thấy vậy đã ngăn cản, nhưng bọn này không dừng lại mà tiếp tục lấn tới để không bị lộ, họ buộc phải ra tay. Sách Over đã giúp mọi người một tay, Côn Trần cũng rút súng bắn trả về phía bọn này, nhờ đó mà Norvin mới có cơ hội mang món hàng chạy trốn. Tên tài xế lúc này hắn liền bỏ chạy nhưng đã bị tên trùm bắt được và định xử luôn. Thế nhưng vợ tên trùm lại là tình cũ,
của gã tài xế cô ta đã xin chồng mình nhẹ tay. Với hắn, nhân cơ hội này tên tài xế đã đẩy tên trùm xuống dưới cầu thang khiến đầu hắn đập vào cạnh bàn đăng xuất tại chỗ. Novin lúc này cũng đã chạy được ra ngoài, mọi người thì đã lên được xe và chuẩn bị đón cô. Nhưng không may cô đã bị bọn chúng chặn đầu và tóm được cùng món hàng. Sau khi đưa cả hai về hang ổ của chúng, tên tài xế cố gắng mở chiếc hộp, nhưng mật mã đã bị thay đổi. Nếu bọn chúng nhập sai hai lần nữa thì nó sẽ tự hủy. Hắn quay sang thuyết phục Novin khai ra mật mã. Novin cũng cho hắn một dãy số, nhưng khi nhập vào thì nó đã sai, vậy là bọn chúng chỉ còn một lần nhập cuối cùng. Tên đi cùng ngã tài xế không nhịn được cơn tức đã tấn công cô và dùng một chiếc túi ni lông định sẽ làm cho cô ấy chết ngạt. Lúc này tại căn cứ, mọi người đang tìm cách xác định vị trí của Novin. Chechi nói rằng trong lúc đánh nhau cô ấy đã biết tên được một kẻ trong số đó. Hiện giờ cô ấy đang tìm theo tên của gã này. Trong thời gian chờ đợi, cấp trên của họ đã gọi điện cho đại tá Côn Trừng và yêu cầu anh ấy rút quân khỏi chiến dịch, nhưng việc này là không thể, bởi vì một thành viên của họ hiện giờ vẫn đang bị chúng bắt. Không những thế, món hàng vẫn chưa lấy được về. Cuối cùng ông ấy quyết định Côn Trừng và người của anh phải lấy được món hàng cứu người và thanh toán sách over. Một lúc sau, Chechi đã xác định được vị trí của tên này. Hắn đang ở một tòa chung cư cách đó không xa. Mọi người lập tức lên đường, hy vọng rằng bọn chúng sẽ giam giữ Novin ở đây. Để lấy được mật khẩu, chúng vẫn liên tục dùng túi ni lông để tra tấn cô. Trong lúc đó, gã tài xế đã nhận được điện thoại của tên khủng bố ra ép để thương lượng về việc mua món hàng. Bên trong nhà, tay đồng bọn của hắn vẫn không ngừng tiếp tục màn tra tấn của mình. Cuối cùng Novin cũng đọc cho hắn 4 con số cần thiết. Thấy vậy hắn vui mừng và đã đặt ngã cô xuống sàn nhà. Vì khi hắn vừa mở được chiếc hộp, cũng là lúc Novin xuất hiện phía sau cho hắn một gậy bất con mẹ nó tỉnh. Cô tiếp tục chạy ra hành lang để tẩu thoát, nhưng khi tên tài xế quay lại, hắn không thấy người và món hàng đâu, đã lập tức lệnh cho người của mình chặn đường ở các ngã bắt và giết cô ấy. Rất nhanh chóng, người của bọn chúng xông ra. Hai tên đầu tiên trong hồ báo cáo trồn, nhưng chỉ 3-7-2 một đòn chúng đã bị Novin đánh cho mất trí. Một tên béo xuất hiện cùng chiếc đao dài, nhưng đã được người đẹp tiếp đón bằng một sợi thắt lưng. Cả hai thi nhau khoe khả năng cận chiến của mình. Tên béo chỉ được cái to xác, nhưng nặng mông nên sau vài đòn đã bị Novin thắt cổ và đập đầu vào tường đến đăng xuất. Tuy vậy bọn chúng rất đông, thằng nào thằng đấy đang trong cơn khát tiền. Chúng cứ thấy con mồi là lao đến như con thiêu thân, mặc cho đồng bọn của chúng chết như ngả dạ ngoài kia. Đúng lúc này các tình báo Anh đã xuất hiện kịp thời, họ cũng đã được bọn chúng chào đón bằng một cơn mưa đạn. Cả khu chung cư chỗ nào cũng thấy tiếng la hét, tiếng súng nổ, tiếng đánh nhau ở khắp nơi. Ai nhìn vào không biết lại cứ tưởng dân cư nơi này trộm võ thuật. Sau đó không lâu họ đã tìm thấy Novin khi cô ấy đã thanh toán được cả lũ người phía trong. Bản thân cô cũng gần như kiệt sức, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về. Thế nhưng họ đã bị người của tay tài xế bao vây xung quanh. Trong tình hình tương quan lực lượng không cân xứng, mọi người buộc phải lựa chọn phương án bảo toàn tính mạng là trên hết. Họ đã bị đưa về và nhốt trong một căn phòng để lấy lời khai. Tên đồng bọn của gã tài xế đã di súng vào người Novin và ép các thành viên còn lại trao cho chúng thiết bị. Sau khi khám xét, tất cả chúng cũng đã lấy được thiết bị đó. Thấy người của mình đã bị tóm hết, Côn Trừng đã quyết định ra tay cứu họ. Nhờ sự thông minh và ra ám hiệu của sách Over, Chechi đã xác định được khu vực họ bị giam giữ là thuộc tầng 4 của tòa chung cư. Anh lập tức vác khẩu súng máy của mình sang tòa nhà đối diện nhắm vào cửa sổ. Sau khi sách Over ra ám hiệu, anh đã lập tức nổ súng băng đạn kết thúc. Cũng là lúc tất cả bọn chúng bỏ mạng, chỉ còn một mình tên tài xế là thoát được cùng với thiết bị trong tay. Hắn đã tìm đến người tình cũ với hy vọng sẽ bán được thiết bị này và cùng cô ta chung sống đến già, nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì bất ngờ một cảnh sát đã xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, anh ta chỉ việc nổ súng và lấy được thiết bị cả đội. Sau khi trở về căn cứ, Mike đã nhận được tin từ anh cảnh sát này về thiết bị và được biết hiện giờ nó đang được cất ở kho bằng chứng trong sở cảnh sát địa phương. Việc cần làm bây giờ của họ là tìm cách đột nhập vào trong lấy được nó về. Mọi người đã giả vờ đến chúc mừng anh ta, nhân cơ hội anh ta không để ý mà lén lấy đi chiếc thẻ nhân viên để lần sau quay lại sẽ lấy đi thiết bị đó. Sau đó Côn Trừng đã thông báo cho mọi người biết một tin từ Nhà Trắng. Họ được lệnh lấy thiết bị, dọn dẹp mọi việc và trở về. Việc này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải giết sách Over. Tuy cô ấy đã có một vài lần chơi khăm cả đội, nhưng nhờ cô ấy mọi người cũng đã thoát được cái chết vài lần. Không ai trong số họ muốn làm điều đó. Côn Trừng đã giao việc này cho Watt, nhưng việc họ ưu tiên hàng đầu vẫn là phải lấy được thiết bị đó. Vậy là cả bọn lên đường đột nhập sở cảnh sát. Novin và sách Over sẽ vào bên trong kho bằng chứng lấy được món hàng, những thành viên còn lại ở bên ngoài hỗ trợ khi cần thiết. Sách Over đã lấy được nó trước Novin, nhưng họ chưa kịp rút quân thì đã bị người của bọn khủng bố xuất hiện tấn công sở cảnh sát. Bọn này cũng luôn theo dõi thiết bị này, và khi biết nó được cấp giữa ở đây, chúng đã không ngần ngại tấn công và giết chết các cảnh sát để lấy được món hàng. Vì không có vũ khí trong tay, Novin và sách Over buộc phải tấn công bọn chúng trước để đoạt vũ khí. Sau khi thoát được ra bên ngoài, Watt đã đưa cho sách Over chìa khóa để cô ấy khởi động xe và đưa mọi người ra khỏi đây. Nhưng trước đó sách Over đã nhận được tin nhắn của Chechi rằng sau khi ra khỏi đây cô ấy sẽ bị các tình báo Anh thủ tiêu. Thế là thay vì lấy xe để cứu mọi người, sách Over đã cùng với thiết bị cao chạy xa bay. Biết mình đã bị chơi xấu, mọi người lập tức đuổi theo. Lúc này xe của sách Over cũng đã bị một chiếc mô tô đuổi theo. Khi hai bên còn đang đuổi nhau trên đường thì chiếc xe của sách Over đã bị một chiếc ô tô tông
vào bên sườn khiến chiếc xe của cô không thể nào chạy được nữa. Chỉ chờ có thế, người ở chiếc xe bên kia đã tiến đến lấy đi thiết bị, và kẻ đó không phải là ai khác chính là tay khủng bố Jaef. Vừa lúc này các tình báo Anh cũng đã xuất hiện, vậy là một cuộc đấu súng giữa hai bên lại tiếp tục xảy ra. Sách Over đã nằm trong tầm ngắm của Oát, nhưng chỉ huy đã yêu cầu anh tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là tiêu diệt đối thủ và lấy được thiết bị. Việc viết sách Over sẽ để sau. Khi trận chiến đang đến lúc căng thẳng nhất thì quân tiếp viện của chúng lại xuất hiện rất đông. Anh em tên khủng bố đã có được thiết bị trong tay, chúng đang tìm cách bỏ trốn thì sách Over đã đuổi kịp. Cô định một mình xử lý hai gã này, nhưng ngay lúc đó đã nhận được cầu cứu của côn trùng. Ban đầu cô định phó mặc bọn họ vì họ đã muốn lấy mạng mình, nhưng sau đó nghĩ lại cô lại đi ra và tiếp xúc với bọn họ. Nhờ đứng ở vị trí thuận lợi, sách Over đã dùng súng của mình bắn thẳng vào những thùng hàng chứa chất nổ, khiến cho mọi thứ phe địch bỗng chốc chim chóc biển nữa. Nhờ đó mà mọi người đã may mắn thoát khỏi trận địa của quân địch, nhưng không ai thấy sách Over ở đâu nữa. Ngày hôm sau, Nhà Trắng lại gọi cho côn trùng để hỏi tình hình. Anh đã thông báo cho họ biết sách Over chết trong lúc hành động. Tuy nhiên đó là một cách để mọi người bảo vệ sách Over. Cô ấy không hề chết, côn trùng đã tạo cho cô một danh tính và thân phận mới, để cô đến nơi khác sống và làm việc, bởi hiện giờ cô không thể quay về tổ chức cũng như không thể ở lại được nữa. Sau khi thoát thân, hai anh em Jaef và Mahia đã trốn trong một căn nhà. Jaef bắt đầu có những biểu hiện lạ, hắn đã giết chết tên đàn em thân tín nhất của mình một cách vô cùng dã man. Các tình báo Anh thì vẫn không ngừng truy lùng dấu vết của hai anh em chúng. Che Chi đã tìm ra danh tính của một tên đàn em trong số chúng, nhờ đó mà họ đã phục kích khi Mahia ở cùng đám đàn em và hắn đã bị bắt. Họ đã mang hắn về một căn nhà bí mật để tra khảo tên này về thiết bị, cũng như về kế hoạch mà bọn chúng đang dự tính. Nhưng Mahia rất cứng đầu, hắn không chịu khai bất cứ điều gì. Thậm chí hắn còn quay lại công kích Mark, khiến anh không kìm được cơn nóng giận trong người. Anh tắt máy quay và tẩn cho hắn một trận. Lúc này, ở bên ngoài, Che Chi đã tìm thấy một thiết bị theo dõi trên người hắn. Điều này có nghĩa là rất có thể Jaef đang đưa quân của chúng đến cứu anh trai mình. Quả nhiên ngay sau đó không lâu, Norvin và Oát đã nhìn thấy bọn chúng xuất hiện. Đầu tiên chúng cho một tên lái chiếc xe bồn lao thẳng về phía họ, buộc cả hai phải nổ súng. Viên đạn đã làm nổ chiếc xe bồn, khiến cả một khu vực cháy rụi. Sau trận nổ đó, hàng chục tên địch với khí giới đầy đủ đã lao ra. Dưới sự chỉ huy của Jaef, bọn chúng càn quét khắp mọi chốn. Hỏa lực của chúng quá mạnh mà vũ khí của mọi người chỉ có hạn. Sau một lúc cầm cự, cả đội đã dần dần bị đẩy vào thế nguy hiểm. Mahia định nhân cơ hội đó chạy thoát, nhưng hắn đã bị Mách ngăn cản. Hắn biết đội của bọn họ đang bị yếu thế và có nguy cơ bị tiêu diệt hết. Thế là hắn đã đưa ra một thương lượng, nếu Mách trao hắn cho em trai mình thì cả đội của họ sẽ được sống. Ban đầu anh còn do dự, nhưng khi nghe thấy mọi người liên tục báo họ đang gặp nguy hiểm và cần hỗ trợ, nhưng ai cũng trong tình thế ngặt nghèo chẳng thể nào cướp được nhau, thế là Mách đã đưa ra quyết định của mình. Anh đưa Mahia ra ngoài giờ cho em trai hẳn và yêu cầu chị ạ bên kia không được nổ súng, để đảm bảo an toàn cho anh trai mình. Jaef cũng ra hiệu cho bọn đàn em mình bắn và buông vũ khí. Sau khi Mahia được em trai mình đón đi và ngồi vào trong xe, thì mọi người lập tức phản công. Oát đã lấy được một khẩu súng máy, anh quay đầu nhằm thẳng hướng quân địch tung một loạt đạn, khiến bọn đàn em của chúng đắp chiếu hàng loạt. Nhưng hai anh em tên khủng bố đã mau chóng nhảy lên xe chuồn mất. Mọi người cố gắng đáp trả. Norvin cũng khởi động xe để đuổi theo, nhưng chiếc xe không khởi động được mà hai anh em chúng đã chạy rất xa. Côn Trừng đã chỉ trích Mách không được lệnh của anh lại tự ý trao trả người. Mách nói rằng anh chỉ muốn dùng hắn để đổi lại tính mạng của cả đội, nhưng lý do đó của anh vẫn bị chỉ huy không chấp nhận, bởi vì nhiệm vụ của họ ưu tiên hàng đầu là lấy được thiết bị kia chứ không phải là bảo toàn tính mạng. Mách nói rằng mặc dù đã thả hắn đi, nhưng trong lúc tra khảo anh đã vô tình biết được một vị trí mà có khả năng cao bọn chúng sẽ đến, đó là Munich, một thành phố ở Đức. Thông tin này thật sự không chắc chắn, nhưng qua kiểm tra của Che Chi, cô ấy nói rằng sắp tới tại đây, trong một tòa nhà thương mại sẽ diễn ra một hội nghị của các nước trong Liên Hợp Quốc. Vậy thì khả năng cao những gì Mách là có cơ sở, họ lập tức chuẩn bị lên đường. Che Chi còn phát hiện thêm cô ấy đã cho liên kết tất cả những vị trí mà hai tên khủng bố này đã từng xuất hiện, thì đã tìm ra được một vị trí bọn chúng sẽ lập căn cứ để tấn công. Đó là một tòa nhà đang xây dựng gần trung tâm thương mại. Côn Trừng đã đến gặp phó giám đốc cục an ninh để báo cho ông ta biết tình hình, nhằm giải tán cuộc họp sang một địa điểm khác. Tuy nhiên điều này không phải thích là làm được. Nếu không có căn cứ xác đáng về vụ tấn công thì không thể thay đổi được vị trí. Không những vậy, ông ta còn tự tin rằng nơi diễn ra cuộc họp đã được bảo vệ an toàn, một con ruồi cũng không thể chui qua. Thế nhưng họ thông báo cho ông ta biết rằng thiết bị mà chúng đang sử dụng sẽ có thể đánh sập hệ thống thông tin trong toàn thành phố. Lúc đó mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt, tất cả các mạng lưới camera cũng không thể hoạt động được. Đó sẽ là lúc hệ thống an ninh xuất hiện lỗ hổng và bọn khủng bố sẽ lợi dụng điều này tấn công vào. Côn Trừng khuyên ông ta hãy dùng chính uy tín của bản thân và ngăn chặn thảm họa xảy ra. Sau đó cả đội đã bắt đầu lên được, họ chia ra làm hai đội nhỏ. Norvin, Che Chi và Mách tiếp cận tòa nhà bên cạnh, Côn Trừng và Oát thì quan sát bên ngoài. Khi vừa vào tòa nhà, họ đã phát hiện ra bọn khủng bố đã có mặt ở đó trước. Che Chi tìm thấy một cuộc gọi gần đó,
Cô tìm theo số điện thoại và gửi nó cho Oát. Anh dùng điện thoại của mình gọi vào số đó thì thấy một gã gần mình nghe điện thoại. Nhìn hắn rất khả nghi, có thể hắn là đồng bọn của anh em nhà Jaep. Trong khi Novin, Mike và Che Chi đang cố gắng tiếp cận vị trí đường điện để can thiệp vào mạng lưới an ninh tòa nhà và chuyển nó sang trạng thái hoạt động độc lập, phòng trường hợp nó bị thiết bị kia tấn công sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh, thì anh em Jaep cũng đang cố gắng làm tương tự như vậy. Chỉ có điều chúng thâm nhập để từ đó đánh sập mạng lưới an ninh tòa nhà và thành phố, phục vụ cho mục đích khủng bố của mình. Một nhóm tay sai của chúng đã được cử đến để tấn công ba người bọn họ nhằm ngăn cản việc làm đó. Bên ngoài, Oát và Côn Trừng vẫn đang theo dấu những kẻ khả nghi. Tuy nhiên, khi bắt được và hạ được bọn này thì chúng lại không có gì cả. Hóa ra bọn chúng dùng những kẻ này chỉ để đánh lạc hướng cho chúng. Jaep và anh trai hắn dùng thiết bị thâm nhập được vào tòa nhà và khiến hệ thống liên lạc cũng như giao thông tắc nghẽn. Mike, Novin, Che Chi đã cố ngăn cản nhưng không kịp. Sau khi đạt được mục đích của mình, Jaep đã bắn luôn cả anh trai hắn. Vì hắn phát hiện ra anh trai mình đã phản bội hắn và đi theo bọn khác. Để trừng trị anh trai, hắn đã cho Mahir đeo một quả bom siêu to và thả ra ngoài đường. Mike và mọi người thấy hắn mang bom đã cố tháo gỡ, nhưng khi họ đang cố gắng giúp hắn thì Jaep đã xuất hiện. Hắn bắn chỉ thiên lên trời khiến cho mọi người bỏ chạy toán loạn, làm cho khu vực này hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sau đó hắn nhấn nút kích hoạt quả bom. Đến lúc này thì không còn ai có thể làm gì được nữa. Họ chỉ còn cách bỏ chạy trước khi quả bom phát nổ. Sau vụ nổ, Mike đã một mình đuổi theo bọn khủng bố. Anh đã tiêu diệt được không ít tên đến khi tưởng rằng đã an toàn. Nhưng đến khi bước tới thang máy thì anh đụng mặt vợ của tay trùm Demetri và Jaep. Vì không chuẩn bị trước tình hình, anh đã bị hắn bắn vào người trước khi mất đi ý thức. Vì mất máu quá nhiều, anh chỉ kịp báo cho đồng đội vị trí của bọn chúng là ở tầng 4 của tòa nhà. Trong cơn hôn mê, Mike thấy mình có một gia đình, có vợ và con gái. Có những người đồng đội đã ở bên chúc mừng anh vì anh đã sống sót trở về. Nhưng sau khi bị thương, Mike luôn bị ám ảnh. Anh thấy chiếc xe màu vàng đậu ở gần nhà mình và nghĩ rằng đó chính là tên khủng bố Jaep. Đã có lúc anh muốn chạy ra kiểm chứng nó và nhờ đồng đội yểm trợ cho mình, nhưng mọi người liên tục ngăn cản. Họ nói rằng đó là do anh tưởng tượng ra, bởi vì tên khủng bố đã bị bắn chết rồi. Mike vẫn không tin điều đó, mặc cho mọi người ra sức khuyên can. Vì chuyện này mà anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý để cân bằng lại bản thân. Trong những câu chuyện của mình, anh đã mầu kể cho bác sĩ nghe về câu chuyện trong quá khứ của mình. Đó là một câu chuyện luôn khiến anh day dứt nhiều năm. Ngày đó khi Mike mới chỉ là lính mới của đội đặc nhiệm trong một lần truy quét quân Taliban, anh đã bị lạc mất đồng đội, nhưng đã gặp một tên Taliban trong lúc Mike định cho hắn một viên kẹo đồng, thì tên này đã ra hiệu cho anh thấy kẻ địch phía sau gì đây. Nhờ đó mà anh đã thoát chết sau đó. Thay vì giết người này, anh đã để hẳn bên cạnh mình và băng bó vết thương cho hắn. Cả hai đã đồng hành cùng nhau tìm đường ra khỏi khu vực của tên trùm mafia. Họ đã bị hắn cho quân của mình truy sát khắp nơi. Cả hai sau đó đã chạy vào một căn cứ cũ của Nga và bị phục kích tại đây. Mặc dù hai người từng ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng giờ đây đứng trước một kẻ thù, họ lại giúp đỡ nhau tiêu diệt chúng để giành giật lấy sự sống. Đã có lúc người kia không tin tưởng vào Mike và chĩa súng vào anh. Mike đã rất vất vả để thuyết phục tên Taliban đó rằng nếu không có anh, hắn sẽ không thể nào ra khỏi khu rừng này được. Cuối cùng, giữa cái chết và sự sợ hãi, hắn đã chọn tin tưởng Mike. Cả hai may mắn tiêu diệt được hết kẻ thù và ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mike cũng đã liên lạc được với đồng đội của mình, nhưng khi được tổ chức đến đón đi, người đồng hành của anh là một tên Taliban. Vì vậy hắn ta đã không được chào đón giống như Mike. Trước đó Mike đã hứa với anh ta sẽ giúp anh ta về nhà với vợ và con mình. Vậy nhưng giờ đây nhìn thấy anh ta bị bắt đi, Mike lại không thể làm được gì. Anh đã cố gắng giải thích với họ nhưng đều vô ích. Thậm chí sau khi bị bắt đi, anh ta đã bị tra tấn dã man đến lúc chết. Bao nhiêu năm qua, Mike không thể nào quên ánh mắt căm thù của anh ta dành cho mình. Anh cũng luôn sống trong dằn vặt vì nghĩ rằng mình là một kẻ nuốt lời. Những hình ảnh không rõ ràng, sự lo lắng cứ bám theo Mike suốt ngày. Anh luôn tưởng tượng ra vợ và con mình bị theo dõi và gặp nguy hiểm. Có những lúc không giữ được bình tĩnh, anh đã mang chiếc gậy bóng chày chạy ra chiếc ô tô màu vàng đập nát nó, vì nghĩ rằng tên khủng bố đang quay lại trả thù anh. Nghe tiếng cười đùa la hét của vợ con trong nhà, anh cũng nghĩ rằng họ đang bị tấn công, và anh lại điên cuồng chạy lên với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Việc này đã dọa cho họ một phen chết khiếp, nhưng tất cả những gì anh gặp phải chỉ là những ảo ảnh trong đầu của Mike khi anh bị thương nặng. Cuối cùng, nhờ sự lay gọi của đồng đội, anh đã nhận ra thực tế và nhận ra vị bác sĩ tâm lý mà mình luôn nói chuyện lại chính là vợ của tên trùm vũ khí Demetri. Chính anh đã giết chết chồng cô ta, nên trong não bộ của Mike lúc này, cô ta cũng chính là một sự ám ảnh. Vợ con Mike thực ra cũng không tồn tại đó, chỉ là do anh luôn khao khát có một gia đình và cuộc sống bình yên. Đi ra ngoài đấy, con những năm tháng chỉ có chém giết của một người lính. Trong những giây phút rơi vào vô thức đó, Mike đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, vừa hối hận, vừa day dứt, có chút lo sợ, nhưng cũng có những phút giây hạnh phúc. Tất cả đã trở về và xuất hiện trong đầu anh lúc này. Có lẽ những năm tháng qua anh đã rất mệt mỏi rồi. Anh ước mơ về một gia đình hạnh phúc và cuộc sống bình yên, không có đau thương, mất mát và chém giết. Cho nên khi đồng đội tìm thấy anh nằm trong vũng máu, họ đã cố gắng gọi anh trở về. Thế nhưng Mike đã lựa chọn ra đi. Ở thế giới bên kia, anh sẽ có một cuộc đời mới với một gia đình hạnh phúc mà anh luôn khao khát. Những đồng đội của anh dù đau xót, nhưng họ buộc phải chấp nhận và bước tiếp, vì đó là những điều mà một người lính sẽ có lúc phải trải qua.
Sau cái chết của Mike, mọi người vẫn tiếp tục lần theo dấu vết của bọn khủng bố, và họ tìm được một tên đàn em của hắn. Cả nhóm lập tức lên đường phục kích khu vực bọn chúng đang sống. Sau màn bắn nhau tóe lửa, Oát đã thấy một tên đang định bỏ chạy. Anh nghĩ rằng tên này chính là Jaef, cho nên đã để đồng đội lại xử lý bọn kia, còn một mình thì đuổi theo tên đó. Nhờ đôi chân dài của mình, chẳng mấy chốc mà anh đã đuổi được theo hắn. Nhưng hóa ra hắn không phải là Jaef. Hắn cũng không biết Jaef hiện đang ở đâu, nhưng tên này biết bọn chúng có một cabin ở phía bắc. Oát đã ném cho hắn trước bản đồ và yêu cầu tên này đánh dấu vào vị trí chiếc cabin đó. Anh định tha chết cho hắn, nhưng hắn lại định lấy mạng anh, vì thế Oát quyết định cho hắn đi nhận cát xê sớm. Trong lúc Oát đang xử lý gã này, ở bên kia mọi người vẫn đang ra sức chống trả với bọn đàn em của Jaef. Trong lần ra quân này của họ còn có sự góp mặt của James là chỉ huy cấp cao. Khi tất cả mọi người suýt bắt được một tên trong số chúng, thì hắn đã tự hủy bằng việc làm mồi lửa và cho cả khu nhà nổ tung. Mọi người ngay lập tức lao ra bên ngoài, nhờ thế mà đã bảo toàn được tính mạng. Có được vị trí của chiếc cabin, cả nhóm lại tiếp tục theo bản đồ đi đến đó, truy đuổi tên khủng bố. Nhưng khi đến nơi, thứ mà họ thấy chỉ là một cái xác, tất cả xung quanh chẳng còn lại gì. Thế nhưng họ vô tình nhìn thấy một dãy số, mặc dù không biết dãy số này có ý nghĩa gì, nhưng Canchon vẫn gửi nó về cho Che Chi tìm kiếm. Khi họ định rời đi thì đã bị bọn chúng truy sát, mặc dù mọi người đã bắn hạ được chúng. Nhưng sau đó chiếc xe đã mất lái, suýt chút nữa là lao xuống vực. Khi cả ba chưa biết làm gì để thoát khỏi chiếc xe, thì bất ngờ một tên sống sót đã định tiễn họ về với Chúa. Tiếng súng đó đã giúp mọi người gạt bỏ nỗi sợ hãi, lao ra ngoài bắn hạ tên này. Nhờ đó mà mọi người không chỉ thoát khỏi chiếc xe, mà còn an toàn trở về, còn chiếc xe sau đó cũng lao xuống vực nổ tung. Sau khi về đến căn cứ, Che Chi báo cho họ biết cô không tìm được ý nghĩa gì từ dãy số trên, nhưng mọi người cũng luận ra vài vấn đề rất có thể nó liên quan đến vụ đánh bom ở Munich vừa rồi. Che Chi đã dựa vào gợi ý đó cho quét nhận dạng của tất cả những người có mặt gần khu vực đánh bom ở Munich, thì cô đã thu được một kết quả ngoài sức mong đợi. Một gương mặt hiện lên đã khiến tất cả mọi người bất ngờ, và đó chính là Luki, con trai của tên trùm Dimitri. Vậy có nghĩa là chắc chắn em khủng bố có liên quan đến Luki. Đúng như họ dự đoán, bên này vợ và con trai Dimitri đang tìm cách thao túng thế giới ngầm bằng việc thuê người giết hết những kẻ đứng đầu. Đó là những kẻ định loại bỏ gia đình của chúng khỏi cắt việc làm ăn. Sau khi Dimitri bị giết chết, vợ của Dimitri chính là người đứng sau mọi việc. Bà ta muốn làm vậy để trả thù cho cái chết của chồng. Hiện nay bốn ông trùm của xã hội đen đã bị bà ta giết 2-3 người, chỉ còn một người duy nhất là tay trùm vũ khí tên là Daniel. Bà ta đã mua chuộc vệ sĩ của tên này và ép ông ta chuyển giao mã của kho vũ khí cho mình. Tuy nhiên Daniel cũng là một con cáo già, ông ta đã sống đến lúc trong đầu có sỏi thì đâu dễ gì bị kẻ khác tiêu diệt như vậy. Ông ta giả vờ thỏ tay vào trong cặp lấy thuốc, trưng bất ngờ túi thuốc của ông ta lại là nơi cất khẩu súng. Thế là hai tên vệ sĩ phản bội đã bị hạ không thương tiếc, không ép được lão già vợ của Dimitri đã tìm đến tên khủng bố Jaef để bàn kế hoạch. Bà ta muốn tên này tiếp tục giúp mình giết hết các thành viên của khu 20, còn bà ta sẽ cung cấp vũ khí cho chúng. Dù không có mã kho vũ khí của Daniel, nhưng hai mẹ con bà ta cũng sẽ có cách khác, chỉ có điều nó sẽ ồn ào hơn bình thường. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó gì bọn chúng theo dõi mọi hoạt động của mẹ con nhà Dimitri. Các tình báo Anh phát hiện ra gần đây, những tên trùm làm việc với gia đình hắn đã lần lượt bị thủ tiêu hết, chỉ còn một người duy nhất là ông trùm vũ khí Daniel. Họ đoán rằng bọn này để cho ông ta còn sống là bởi vì chúng muốn có được kho vũ khí của ông ta. Lần theo lịch trình của Daniel, họ biết được ông ta đang đặt một chuyến phi cơ riêng rời khỏi nơi này. Có thể ông ta đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên muốn chuyển khoản nơi đây. Họ cần phải bắt được ông ta trước bọn chúng. Daniel đã lên phi cơ riêng và chuẩn bị cất cánh, nhưng bất ngờ ông ta đã bị người của mẹ con Dimitri tấn công. Chúng muốn bắt ông ta để lấy được mật mã, nhưng ý định của chúng đã bị các tình báo Anh đọc được và phá đám. Khi bọn chúng tấn công Daniel, các tình báo Anh đã chạy đến giải cứu Daniel và đưa ông ta đến nơi an toàn. Lúc này ông ta đã bị trúng đạn và mất máu khá nhiều. Họ đưa ra điều kiện nếu ông ta muốn sống thì phải giúp họ, còn không họ sẽ để ông ta cho bọn kia xử lý. Daniel đã quyết định cho họ mã của kho vũ khí, giữ đúng lời hứa họ không giết ông ta, nhưng chỉ để lại ông ta một khẩu súng và một viên đạn. Việc ông ta có sống được hay không đó là nhờ sự may mắn, bởi thật ra những kẻ buôn vũ khí như ông ta cũng không nên sống quá lâu, chỉ mang đến bất hạnh cho người khác. Khi họ bỏ đi thì vợ của Dimitri là Lukika đã xuất hiện và thanh toán lãi già. Khi mọi người đi lấy mã ở Daniel thì Lucy cùng với Jaef đã tấn công vào ngân hàng lưu trữ và lấy được mã vũ khí của Daniel. Sau đó bọn chúng giả là thường dân và ra ngoài mà không ai biết. Có được mã kho vũ khí, bọn chúng nhanh chóng tìm ra được vị trí của nó và đến kho hàng trước tiên. Các tình báo Anh sau khi lấy được mã từ Daniel, họ cũng gửi cho Che Chi, và từ đó cô đã xác định được vị trí của kho hàng. Họ lập tức chạy đến khu vực đó nhưng lại gặp phục kích của mụ đàn bà Lucia. Bọn chúng dùng một chiếc xe công chặn đầu lối ra của họ và cho người tấp vào đánh phủ đầu. May mắn họ đều là những người lính chuyên nghiệp nên đã nghĩ ra một cách thoát thân. Oát ném một quả mìn vào bọn này, sau đó cả đội xuống vừa lùi về sau vừa mở đường máu ra ngoài.
Sau đó họ tiếp cận văn phòng và lấy được vị trí chính xác của kho. Nhưng khi kiểm tra mã container thì họ nhận thấy cả kho hàng đã bị đưa đi khỏi cảng. Che Chi đã lần theo được đường đi của nó. Việc quan trọng của họ là làm thế nào để mang được nó về. Tất nhiên việc này không hề dễ dàng, có thể họ sẽ phải cho nổ tung cả kho vũ khí trên biển. Để tránh nguy cơ, bọn chúng sẽ mang số vũ khí đó bán cho những kẻ khủng bố. Vì số hàng đã lên thuyền, họ chỉ có hai phương án để tiếp cận nó: một là dùng cano siêu tốc, hai là dùng trực thăng để tiếp cận con tàu. Và phương án thứ hai được ưu tiên hơn cả. Đêm hôm đó họ đã dùng trực thăng tiếp cận con tàu và vào được bên trong. Đầu tiên họ khống chế tên quản lý tên này. Ham sống sợ chết nên vừa nhìn thấy súng hắn đã phun ra hết những gì hắn biết. Hắn nói rằng trên tàu có người của Jaef và bọn chúng đang khống chế nơi này. Nhận được tin đó, Colton đã gọi cho cấp trên là James để xin chỉ thị. James đã lập tức ra lệnh cho họ tiêu diệt Jaef, sau đó nếu cần thiết có thể cho nổ con tàu. Có được chỉ thị của cấp trên, Colton đã báo cho mọi người biết ý định của sếp, nhưng anh đã đưa ra một quyết định khác cho lính của mình. Đó là thay vì giết chết tên khủng bố, họ sẽ bắt sống hắn khi mọi người còn chưa hiểu vì sao anh lại làm trái lệnh của cấp trên. Colton đã giải thích rằng anh đã để ý rất nhiều lần, từ vụ vũ khí sinh học đến thiết bị quân sự kia. Tất cả những vũ khí này đều được bảo mật. Nhưng tại sao mấy tên khủng bố này lại có thể biết trước được cả họ? Nếu không có kẻ đứng trong tổ chức bán tin ra bên ngoài, thì không thể nào bọn chúng biết được. Họ không dám khẳng định nhưng có thể đặt câu hỏi nghi ngờ về James. Ông ta là kẻ đứng sau chuyện này và việc ông ta ra lệnh cho họ giết chết Jaef chỉ là cách mượn tay giết người. Nhờ vậy không ai nghi ngờ ông ta mà bí mật lại không bị tiết lộ. Vậy để tìm ra sự thật, họ sẽ để tên khủng bố được sống thông qua hắn, rất có thể sẽ tìm ra được sự thật được che giấu đằng sau. Quyết định xong xuôi, cả nhóm lập tức hành động, xác định được vị trí của tên khủng bố. Mọi người đã bao vây Jaef, thấy mình bị phục kích, hắn đã nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thừa khó thoát, hắn đã va phải oát thì đời hẳn coi như đã tàn. Chỉ trong chốc lát anh đã tóm cổ được tên khủng bố một cách dễ dàng. Đáng lẽ ra hắn sẽ phải ở lại trên tàu và ra đi cùng số vũ khí kia, nhưng vì nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn đã được sống và đưa ra khỏi tàu khi cả đội rời đi, cũng là lúc con tàu bốc cháy, tất cả số vũ khí trong đó đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Sau khi trở về cùng với chiến lợi phẩm, Colton đã gọi điện báo cho Jaime biết mọi việc đã giải quyết xong xuôi, tên khủng bố cũng đã bỏ mạng trên tàu. Jaime nghe vậy vui như mở cờ trong bụng, ông ta nghĩ rằng mọi âm mưu và kế hoạch của mình đã thực hiện một cách hoàn hảo và không ai biết được. Sau khi chuyện này bị đổ bể, hai mẹ con nhà Demetri đã quay sang cấu xé nhau vì không muốn thằng con cản trở con đường của mình. Lucia đã không ngần ngại dùng súng bắn chết con trai của bà ta. Bên này, sau khi có được món hàng, mọi người đã tập trung tra khảo hắn. Jaef khai rằng bọn chúng biết trước mọi việc vì anh trai của hắn Mahir là người của James. Tất cả mọi việc anh ấy làm đều do lệnh của cấp trên. Nhưng việc hắn giết anh trai mình và làm hiện nay là vì hắn muốn trả thù. Ngày trước làng của hắn đã bị giết bởi lính phương Tây, cha mẹ và em hắn đều là những nạn nhân. Nếu Mahir làm việc cho James, thì hắn lại có con đường riêng của mình, đó là trả thù. Nghe những lời mà hắn thú tội mọi người, mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần, nhưng không ai muốn tin vào sự thật đó. Họ không tin họ đã vào sinh ra tử, không ít lần chết hụt, đồng đội của họ đã bỏ mạng vì chuyện này. Vậy mà những kẻ đứng sau âm mưu đó lại chính là cấp trên của mình. Jaef nói rằng hắn có một ổ cứng ghi lại toàn bộ bằng chứng về việc James là kẻ đứng sau. Vậy là cả bọn đã lên được đến cái nơi mà Jaef giấu ổ cứng. Tưởng rằng không ai biết được chuyện này, nhưng tất cả những hình ảnh của họ khi hộ tống Jaef đã bị chụp lại và gửi về văn phòng cấp trên. Jenny là người của kia đã ra lệnh trực tiếp cho Jaime xử lý chuyện này. Sau khi biết được sự thật, bà ta đã không tin tưởng vào cách làm việc của James. Bà ta nói rằng nếu James không dọn sạch được bãi chiến trường đó thì bà ta sẽ ra tay. Trên con đường đến nơi lấy ổ cứng, Che Chi đã phát hiện ra đội của họ đã hoàn toàn bị xóa mọi danh tính. Điều này có nghĩa là họ sẽ không tồn tại và rất có thể sẽ bị thủ tiêu. Họ cần có được bằng chứng đó trong tay để lấy lại danh dự cho mình càng sớm càng tốt. Khi đến nơi, Jaef không thấy bất kỳ ai, chỉ có một người duy nhất đi ra với khẩu súng trên tay gặp Jaef. Nhưng khi thấy hắn giơ súng lên, mọi người lập tức nổ súng tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Khi kiểm tra bên trong, họ nhận thấy tất cả anh em cùng vào sinh ra tử với Jaef đã bị kẻ nào đó giết chết. Họ nhận ra nơi này không an toàn và nhanh chóng ép Jaef đưa ổ cứng cho mình. Có ổ cứng trong tay, Che Chi đã kiểm tra và xác nhận những gì hắn nói là hoàn toàn đúng thế. Nhưng họ chưa kịp rời đi thì Jaime đã xuất hiện ngoài sân. Lúc này Che Chi mới khai rằng mình không tin những gì Jaef nói về cấp trên của họ, cho nên trên đường đến đây cô ấy đã để lại dấu vết và có thể điều này đã dẫn bọn chúng đến đây. Colton đã ra ngoài gặp Jaime, anh muốn hỏi và làm rõ mọi chuyện. Trước câu hỏi của anh, Jaime đã không phủ nhận, ông ta nói rằng ông ta biết về những vũ khí này và cũng biết được âm mưu của bọn khủng bố sẽ mang chúng đến tấn công vào châu Âu. Vì vậy ông ta đã sử dụng khu 20 để mượn tay họ tóm được bọn chúng và hủy hoại những vũ khí kia. Colton rất tức giận bởi vì ông ta đã biết nhiều việc nhưng im lặng, và điều đó đã khiến anh cũng như đồng đội của mình gặp nguy hiểm, thậm chí có người mất mạng. Trong khi cả hai đang nói chuyện thì bên trong, Che Chi đã nhận ra vệ tinh ở đây đã bị ngắt. Điều đó có nghĩa tên lửa sắp xuất hiện. Mọi người lập tức bảo nhau chạy thật nhanh ra khỏi khu vực này.
Đúng như những gì họ dự đoán, khi tất cả vừa chạy ra khỏi sân thì hai quả tên lửa đã được dội xuống. Ngay sau đó rất nhiều sát thủ đã xuất hiện và truy đuổi mọi người. Bọn này chính là người của Jenny. Jamie cũng bị trúng đạn nhưng ông ta đã được côn trùng dìu đi cùng. Họ trốn vào một căn phòng, nhận thấy tình hình không khả quan, Jamie đã để côn trùng đi trước, còn ông ta chấp nhận ở lại giữ chân bọn chúng. Biết rằng mình sẽ không thể qua được, Jamie tặng bọn chúng một quả lựu đạn trước khi về. Với Chúa, bên này Novin đang bị một sát thủ rất mạnh tấn công, hắn đã tước được súng của cô và chuẩn bị ra tay thì Watt và Jaef xuất hiện. Để cứu đồng đội, anh đã trói Jaef vào một bên. Nhưng hai khi cả hai đang giao đấu với tên sát thủ thì Jaef đã tháo được dây trói và trốn mất. Watt đã để Novin đuổi theo hắn, còn anh sẽ ở lại xử lý tên sát thủ này. Tuy thế hắn rất mạnh, dù đã cố gắng hết sức, Watt vẫn bị hắn tròn hành ngập mồm. Đến khi sắp bị hắn ra tay, anh đã cố gắng dùng chiến thuật nghi binh để kéo dài thời gian chờ đồng đội đến cứu. Lúc hắn không để ý, côn trùng đã từ phía sau găm cho hắn một viên đạn vào đầu. Novin vẫn đuổi theo ra ép, nhưng hắn đã có được súng trong tay cô, không thể nào cứ thế liều chết xông vào. Vì vậy cô đã chuyển từ sang phương án thuyết phục, nhờ đánh vào tâm lý của hắn cho nên Novin đã thành công đoạt được khẩu súng. Lúc này cô muốn ngay lập tức cho hắn ăn một viên kẹo đồng để kết thúc tất cả. Nhưng hắn lại là tấm vé duy nhất giúp họ chứng minh mọi chuyện. Jaef nghĩ rằng hắn vẫn còn giá trị, cho nên rất kiêu ngạo, hắn nhắc đến cái chết của Mike và việc hắn đã để anh ấy mất máu nhiều như thế nào. Nghe đến đó, côn trùng đã không nhịn được nữa, anh rút súng ra hành quyết thắng ngay tại chỗ. Lúc này lòng căm thù còn cao hơn cả ý muốn thanh minh, chẳng ai trong số họ trách anh về việc làm này bởi vì họ vẫn còn ổ cứng. Khi họ liên lạc với Che Chi và báo với cô ấy rằng bọn họ sẽ dùng ổ cứng nộp cho cấp trên để thanh minh cho tất cả mọi người. Nhưng bất ngờ Che Chi đã có quyết định khác, cô ấy mang theo ổ cứng bỏ đi. Cô nói rằng đã nhiều lần côn trùng tự làm theo ý mình cho nên cô không tin những gì anh nói nữa và muốn tự mình dùng ổ cứng này để làm trong sạch bản thân. Trước quyết định của cô, mọi người đều bất ngờ. Nhưng trong tình huống này họ lại chẳng làm được gì, bởi vì chỉ có cô ấy mới có ổ cứng. Lại nói về lúc Ika, vợ của Demetri, sau khi giết con trai bà ta đã gặp một người đàn ông là người Nga. Hóa ra bà ta chính là một tình báo nằm vùng của Nga được cài vào làm vợ của tên trùm. Hiện nay sau khi chồng và con trai đã chết, nhiệm vụ hoàn thành, bà ta đã quay trở lại tổ chức. Sau khi Che Chi bỏ trốn cùng ổ cứng, cả nhóm còn lại đang tạm trú tại một khách sạn thì họ bất ngờ bị người một nhóm người có vũ trang tấn công. Khi Oát và côn trùng đi lấy hộ chiếu thì Novin đã bị những kẻ này tấn công bằng hơi cay. Cô đã cố gắng báo tin cho đồng đội của mình nhưng thông tin hiện giờ bị cắt, vì vậy mọi người không hay biết được. Một mình Novin không thể nào đấu lại bọn chúng, cô đã bị những người này dùng dùi cui điện đánh ngất. Ở trên này, côn trùng sau khi đã liên hệ với Novin nhưng không thấy ai trả lời. Họ linh cảm có chuyện không? Hay kiểm tra camera từ phòng giám đốc, họ nhận thấy camera đã bị can thiệp. Một lúc sau, những người này xông vào phòng giám đốc nhưng không thấy ai ở đó. Bọn chúng tiếp tục lục soát các phòng xung quanh thì bất ngờ bị Watt và côn trùng tấn công hạ gục bằng dùi cui điện. Novin lúc này cũng đã tỉnh lại, cô dùng đang nước ngọt đánh mạnh vào mặt kẻ đang canh giữ mình, thành công thoát ra ngoài. Sau đó khi ra ngoài, người mà đang chờ họ chính là Jenny. Cô ta tự giới thiệu mình là người của kia. Cô ta chỉ muốn dùng người của mình mời họ về trao đổi công việc. Cô ta muốn họ sẽ tìm Che Chi, bởi vì nếu ổ cứng kia bị lộ ra thì không chỉ những vụ khủng bố vừa rồi sẽ bị phơi bày, mà toàn bộ vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Không những vậy, chính họ cũng gặp liên lụy, bởi vì họ là những người trực tiếp tham gia vào những việc trên. Và nếu không tìm thấy Che Chi trước, nếu để cô ấy rơi vào tay kẻ khác, rất có thể cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy tìm được cô ấy về không chỉ để bảo vệ an ninh quốc gia, tự cứu lấy mình, mà còn cứu lấy cả đồng đội của mình. Dù không muốn nhưng họ vẫn hợp tác với cô ta, bởi đây là con đường duy nhất. Cả ba được đưa về căn cứ tạm thời của kia để làm việc. Jenny nói rằng theo thông tin tình báo, cô ta đã tìm được hình ảnh của Che Chi trước đó, nhưng để lần theo dấu vết của cô ấy thì rất khó, bởi vì cô ấy sử dụng số điện thoại ẩn danh. Novin biết số điện thoại đó, cô đã nhắn tin trong Che Chi để nói về tình hình và nói rằng mọi người không trách những gì cô ấy làm, chỉ hỏi cô ấy có ổn không. Che Chi nhận được tin nhắn, gặp trả lời rằng mình bất ổn, chỉ chờ có vậy họ đã làm theo dấu vết và tìm được cô ấy đang ở một quán cà phê cách đó 15 phút. Ngay lập tức mọi người đã lên đường đến vị trí mà cô ấy đang ở. Lúc này họ cũng thấy cô ấy đang hẹn gặp một người đàn ông. Sau khi giả soát nhận dạng, họ nhận ra người đàn ông này là một tình báo Anh. Rất có thể Che Chi muốn đưa ổ cứng cho anh ta, bởi cô ấy nghĩ anh ta là một người đáng tin cậy, có thể giúp họ thoát khỏi mớ rắc rối này. Họ cần phải đến đấy trước khi cô ấy trao cho anh ta chiếc ổ cứng. Trong Che Chi và anh ta đang nói chuyện thì bằng linh cả nghề nghiệp, cô ấy nhận ra người này đã bị khống chế và uy hiếp. Vì vậy cô đã tấn công anh ta, nhưng rất tiếc anh ta thì bị khống chế, nhưng những kẻ đứng sau mới là những kẻ đáng gờm. Một lúc sau, những kẻ lạ mặt người Nga đã xuất hiện sống không vào khống chế Che Chi và bắt cô đi theo chúng. Khi côn trùng và người của anh đến nơi thì Che Chi đã bị mang đi. Họ cố gắng chống trả và đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi trở về, mọi người bắt đầu mất bình tĩnh, suýt nữa thì dẫn đến đánh nhau. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì theo đuổi những việc trên, họ không chỉ bị đe dọa đến tính mạng đồng đội thì chết oang uổng, chính bản thân mọi người lúc này cũng nằm trong danh sách đen. Vô thừa nhận sự bức xúc buộc họ phải phát tiết cơn điên của mình. Sau đó mọi người đã bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề. Họ liên lạc với văn phòng tạm trú kia
Nhưng tất cả những người ở đó đã bị giết hết. Họ nhận ra gã đàn ông tên là Kukuma chính là kẻ đáng ngờ, rất có thể hắn ta là đặc vụ ngầm của Nga được cài cắm trong đó. Nhưng hiện giờ họ không có quyền tìm kiếm thông tin trong tổ chức. Bên kia cũng bị vô hiệu hóa manh mối gần như không còn gì. Nhưng họ tin chắc những kẻ bắt che chi chính là bọn người Nga, vậy có thể thâm nhập vào hệ thống tình báo của Nga để tìm kiếm chúng. Thế là mọi người nghĩ đến một nhân vật, đó chính là Sách Over. Côn Trường đã gọi cho cô ấy. Mặc dù biết bây giờ cô đang sống với thân phận người đã chết, ban đầu Sách Over không muốn giúp họ, bởi vì nếu cô làm vậy thân phận của cô sẽ bị lộ. Nhưng khi biết Mac thì đã chết, Che Chi bị bắt các thành viên của đội thì bị liệt vào danh sách đen, cô đã quyết định giúp họ lần cuối cùng. Nhờ có Sách Over, họ đã có được danh sách những đặc vụ Nga. Và đúng như mọi người dự đoán, kẻ mà họ gặp trong căn cứ tạm thời của kia là một đặc vụ của Nga. Hắn đã được cài cắm vào đó từ rất lâu. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn đó là vợ của Demetri, Lucia, cũng là một đặc vụ Nga. Sau khi biết sự thật về tên đặc vụ ngầm kia, họ đã đến căn hộ của hắn để tìm kiếm. Thì đúng lúc này hắn cũng đang bị người của tính tổ chức mình giết người diệt khẩu. May mắn họ đến khi hắn chưa bị giết, nên sau khi thanh toán tên sát thủ kia và uy hiếp tên này thì họ đã được có được vị trí hiện giờ mà bọn chúng đang giam giữ Che Chi. Mọi người lập tức lên đường. Về phần Che Chi, cô đã bị đưa về một phòng giam và Lucia chính là người thẩm vấn trực tiếp cô ấy. Cô ta bắt Che Chi đưa cho mình những thông tin trong ổ cứng, cô ta muốn dùng nó để uy hiếp chính phủ các nước châu Âu bởi vì họ đã liên quan đến những vụ tấn công khủng bố. Che Chi một công khai, nhưng Lucia nói rằng nếu cô không khai, cô ta sẽ cho người của mình tra tấn cô. Cô ta còn nói rằng mình đã từng tự tay giết chết con trai thì không việc gì cô ta không dám làm. Vì không được tổ chức công nhận và hỗ trợ nên Côn Trường đã thông qua một người bạn cũ nhờ ông ta chở họ đến địa phận của Nga. Khi tiếp cận được vị trí mà Che Chi đang bị giam giữ, họ đã tấn công lính gác và lấy được xe của anh ta. Cả ba lấy được thẻ từ và thành công đột nhập vào căn cứ của bọn chúng. Lúc này cấp trên của Lucia thấy cô ta tra khảo nửa ngày không có kết quả gì, cho nên đã lệnh cho người của mình dùng vũ lực tra tấn Che Chi. Vì không chịu được đau đớn, cô ấy đã đồng ý viết cho bọn chúng một dãy số. Trong lúc này các đồng đội của cô ngoài kia đã vào được khu vực giam giữ. Novin chiếm được phòng an ninh, Côn Trường và Oát xâm nhập vào bên trong. Khi bọn chúng có được dãy số, chúng tưởng rằng đây là chìa khóa để lấy được dữ liệu, chúng liền cho người nhập mật mã. Nhưng không ngờ đó lại là một con virus, nó khiến cho toàn bộ hệ thống máy tính của chúng bị phá hủy. Lucia biết mình bị Che Chi chơi xấu, cô ta đã rút súng uy hiếp và buộc cô phải cho chúng mã vào. Thế nhưng khi quyết định làm điều đó, đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận cái chết đến với mình. Đúng lúc này mọi người đã tiếp cận được vị trí giam giữ và tấn công vào. Nhưng nơi này được bảo mật an ninh rất cao, súng đạn thông thường không thể nào phá hủy được nó. Novin gắn một quả bom và kích nổ. Tuy nhiên quả bom nhỏ cũng không phá được chiếc cửa kia. Họ chỉ có thể đứng bên ngoài chứng kiến Lucia bắn chết Che Chi. Dù vô cùng căm phẫn nhưng không ai làm được gì cứu cô ấy. Sau khi giết người, bọn chúng đã bỏ đi và cho kích hoạt hệ thống khí ga. Suýt chút nữa cả ba cũng không thoát khỏi đây. May mắn họ chạy ra kịp thời nên thoát chết. Lúc này mọi người cảm giác rằng mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng càng như vậy càng không cho phép họ được yếu đuối, mà cần phải vững vàng để kết thúc chuyện này. Tuy nhiên hiện giờ họ đang bị truy đuổi, nếu cứ đi chung như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cả ba đã quyết định chia nhau ra và họ hẹn nhau 2 ngày sau sẽ gặp lại. 4 tháng sau đó, trong một nhà tù khét tiếng ở Siberia, Côn Trường đã là một tù nhân trong số đó. Anh ấy đã bị bắt khi vượt biên. Đây là một nhà tù, nếu bất kỳ người nào có ý định trốn thoát sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Để thoát khỏi đó, Côn Trường cố tình gây sự và bị đám tù nhân đánh cho một trận. Nhờ đó mà anh được chúng đưa đến phòng y tế, nhưng thực ra là đưa đến một nơi khác. Côn Trường đã đánh bất tỉnh tên này, nhưng sau đó anh lại thấy trong người hắn ta rơi ra tai nghe của mình. Hóa ra hắn là kẻ đã được Oát mua chuộc để đưa anh ra ngoài theo đường hầm mà bọn lính hay đưa gái vào. Trước khi đi, anh đã đến phòng y tế gặp tên hacker đã từng có mặt khi Lucia giết Che Chi. Sau đó đi theo đường hầm mà Oát chỉ dẫn, Côn Trường đã ra được bên ngoài và gặp Oát. Cả hai đã lên ngựa và chạy theo hướng mà ô tô không đi được, nhờ thế mà họ đã thoát được. Lúc này Novin đã lần theo được manh mối của gã rửa tiền cho Lucia. Hắn ta cũng là kẻ có mặt khi Che Chi bị giết. Ngày hôm nay cô đến đây lấy mạng hẳn để trả thù cho đồng đội của mình. Sau khi cho tên này về chầu Diêm Vương, Novin còn ra ngoài sòng bạc và quậy tung nơi làm ăn của chúng. Bọn bảo vệ cố gắng truy sát cô, nhưng lũ chúng nó chỉ là những kẻ ăn hại, cho nên chẳng những không bắt được Novin mà còn bị cô cho ăn hành cả đám. Trở về nhà, Novin gặp lại Oát và Côn Trường, cả đội của họ hiện giờ chỉ còn lại 3 người. Sau 4 tháng gặp nhau, mọi người lại bắt tay vào việc trả đũa bọn chúng. Theo những gì Côn Trường lấy được từ gã hacker kẻ bị giam chung nhà giam với anh, thì tên này nói rằng vì hắn làm hỏng việc của chúng nên đã bị đẩy vào đây. Hắn đã cung cấp cho họ những thông tin quý giá rằng bọn này đang chuẩn bị một số tiền rất lớn, lên đến 250 triệu đô, để tung một lượng lớn ma túy vào châu Âu. Chúng muốn dùng cách này để đầu độc người dân. Từ mưu đồ của chúng, họ quyết định sẽ là một đòn phản công chặn đứt âm mưu của chúng, đó là sẽ tiến hành một vụ cướp để cướp đi 250 triệu đô đó. Việc này nghe rất hoang đường bởi vì nó là một số tiền khổng lồ, cả ba bọn họ dù có cướp được cũng không thể nào mang được nó đi. Côn Trường quyết định sau khi cướp được, mọi người sẽ tùy ý lấy
còn bao nhiêu họ sẽ cho thiêu hủy. Cả ba cũng quyết định nếu còn sống và trở về sau vụ này, họ sẽ từ bỏ con đường mà đang đi, chọn một cuộc sống mới. Nhưng để cướp được số tiền đó không phải là chuyện cứ nói là làm được, bởi vì hiện giờ theo những gì họ biết thì số tiền đang được cất giữ ở một nơi rất kiên cố. Nếu không có kế hoạch hoàn hảo thì nó sẽ là cái cối xay thịt, lúc đó một đồng cũng không lấy được, chứ đừng nói đến 250 triệu đô. Nhưng thông qua vệ tinh, họ tìm thấy một ngôi nhà cách đó vài dặm, và họ nhìn thấy Lucia đã đi vào ngôi nhà đó nhưng không thấy ai đi ra. Đó có thể là nơi bọn chúng ra vào khu chứa tiền, họ sẽ theo đường đó vào. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khi cả nhóm thanh toán được những tên lính gác bên ngoài và tiến vào được khu vực chứa tiền. Nhưng để vào được bên trong thì họ cần qua cánh cửa chống khoan cắt. Novin dùng một quả mìn và đánh sập nó. Cả bọn đã nhìn thấy kho tiền, cả ba đã lấy mỗi người 3 túi để mang đi. Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, họ đã chám mặt lính canh và buộc phải nổ súng. Thế là chuyện họ vào kho tiền ăn cắp bị lộ. Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của tất cả bọn lính canh, và chúng dồn toàn lực về phía họ. Lúc này họ tóm được Lucia Watt, định cho cô ta một phát súng vào đầu. Nhưng cô ta nói rằng cô ta sẽ là con tin tốt nhất để họ ra khỏi nơi này. Thấy cô ta nói có lý, họ đã mang theo cô ta ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, quân địch đến quá đông, buộc Novin phải cho nổ kho tiền còn lại để cản đường bọn chúng. Vì cú nổ quá mạnh, mọi người cũng bị hất văng ra đằng sau. Nhân cơ hội đó, Lucia đã nhanh chân bỏ trốn. Thấy tình hình căng thẳng, họ cũng không còn tâm trí nào quan tâm đến cô ta. Cả ba nhanh chóng chạy ra hướng ngoài cửa. Bên ngoài, lính canh đã bao vây khắp nơi, họ bị dồn vào trận địa tứ phía không được thoát. Côn Trường thông qua vệ tinh nhìn thấy hướng bờ sông là nơi có khả năng nhất để họ thoát thân, thế là cả ba lập tức đi theo hướng đó. Thế nhưng nơi này cũng được bố trí rất nhiều lính canh. Côn Trường ra hiệu cho mọi người yểm trợ cho mình, anh sẽ lên chiếc cano gần đó khởi động máy. Chỉ có Novin và Watt chống lại hàng chục người, cho nên trong lúc giao đấu Novin đã bị trúng đạn. May mắn lúc này Côn Trường đã khởi động được chiếc cano. Mọi người lập tức lên cano và bỏ chạy, họ buộc phải bỏ lại một túi tiền. Chạy được không lâu, họ phát hiện ra mình đang bị truy đuổi. Thế là mọi người lại tiếp tục dồn hết sinh lực về phía quân địch. Thấy hỏa lực của chúng quá mạnh, Watt đã quyết định tặng cho bọn chúng một quả lựu đạn, nhờ thế mà chiếc cano của chúng đã bị nổ tan tành. Mọi người đang vui mừng vì đã an toàn, nhưng rất tiếc niềm vui thường không tồn tại lâu. Rất nhanh chóng họ phát hiện ra một chiếc trực thăng đang đuổi theo mình. Côn Trường cố gắng điều khiển chiếc cano ra khỏi tầm bắn của chiếc trực thăng. Novin và Watt nã đạn liên tục về phía nó, nhưng nó bay rất nhanh, mà vị trí bắn của họ không cố định nên rất khó để hạ được nó. Chiếc máy bay liên tục phóng tên lửa nhằm vào chiếc cano. Nhờ có khả năng đánh lái tuyệt vời, Côn Trường đã giúp mọi người thoát chết 2 lần. Nhưng ở lần thứ 3, khi mục tiêu đã bị khóa chặt, họ biết rằng mình không thể nào may mắn thêm một lần nữa. Thế là bọn họ ra hiệu cho nhau nhảy xuống nước trước khi quả tên lửa bắn chúng. Sau khi lên bờ, họ chỉ còn lại 2 túi tiền. Novin thì bị thương khá nặng, cô ấy cần nghỉ ngơi và được chữa trị kịp thời. Nhưng họ lại tiếp tục gặp phải sự truy sát của quân địch. Cả ba đã rất vất vả mới thoát ra khỏi sự truy lùng của chúng. Họ tìm đến một người đàn ông và dùng số tiền mới cướp được để nhờ ông ta gọi cho mình một bác sĩ. Ban đầu khi nhìn thấy số tiền, ông ta đã lập tức đồng ý giúp họ. Nhưng sau khi kiểm tra và phát hiện ra toàn bộ số tiền đó là giả thì ông ta đã đổi ý. Mọi người không tin được, nhưng khi kiểm tra thì đúng là toàn bộ số tiền đều là giả. Lúc này họ cảm thấy vô cùng cay cú bởi vì đã bị Lucia cho ăn thịt lừa. Cô ta biết thế nào họ cũng tìm ra được việc làm ăn của mình và đến đây phá đám, cho nên cô ta đã tương kế tự kế cho người của mình thay đổi số tiền. Trong khi cả ba liều mạng cướp nó thì cô ta lại ung dung cùng với người của mình mang số tiền đó đi. Cũng phải khá khen cho cô à, vì có đầu óc rất thông minh. Một mình cô ta gây ra biết bao chuyện vậy mà vẫn ung dung đến bây giờ. Sau đó Oát phải dùng chiếc đồng hồ mà vợ cũ của anh tặng làm kỷ niệm để đưa cho người đàn ông kia, mới có thể mời được một bác sĩ thú y về chữa trị cho Novin. Thấy cả đám bị một người đàn bà cho vào tình thế này, ban đầu ai cũng tức giận, nhưng sau đó lại không thể nhịn được cười. Đúng là một trò hề, chỉ có một điều may mắn là họ vẫn còn sống, và chắc chắn họ sẽ không để chuyện này bỏ qua dễ dàng như vậy được. Vài tháng sau, tại nơi ở của Lucia, Côn Trường đã đến tận nhà cô ta để tuyên án tử. Biết mình khó có thể thoát, cô ta lại tiếp tục định dùng miệng lưỡi của một con rắn độc thao túng tâm lý Côn Trường. Nhưng hiện giờ anh không muốn nghe bất cứ một lời nào được thốt ra từ miệng cô ta. Thế là ngay lập tức anh đã cho một viên đạn vào chính giữa giao diện của người đàn bà này, chính thức kết thúc mọi chuyện. Sau tất cả, họ đã đến một căn nhà ven hồ gặp nhau lần cuối. Watt và Novin mặc dù đã sống với nghề này rất nhiều năm và họ chưa từng có ý định từ bỏ nó, nhưng sau tất cả mọi chuyện, nhất là khi nhận ra mình bị biến thành công cụ cho những kẻ khác, cả hai đã quyết định giải ngũ và đi theo con đường khác. Cho dù bây giờ danh tính của họ đã được khôi phục thì họ cũng không muốn quay lại con đường đó nữa. Côn Trường nói rằng có một nhiệm vụ hấp dẫn đang chờ đón họ. Anh không ép buộc ai tham gia, nhưng nếu một trong hai người có ý định quay lại thì phải cần nhắn cho anh một tin. Theo các bạn, Novin và Watt có quay lại nghề cũ không? Hãy cho mình biết câu trả lời trong phần bình luận ở dưới nhé. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.